chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi chợ Walmart với mình. Thì hôm nay mình đi chợ Walmart, mình sẽ cần mua những cái thứ đồ dùng trong nhà, giống như là baking soda, cái loại mà để bỏ vô tủ lạnh để cho nó khử mồ hôi tủ lạnh á, và một ít đồ dùng trong gia đình mình nữa. Vậy mời mọi người cùng đi chợ với mình cho vui nha. Thì Walmart là một cái chợ rất là quen thuộc với người dân có mức sống trung bình, tại vì giá cả ở đây rất là hợp lý, vừa phải, không có mắc. Mà trong Walmart thì có bán đầy đủ hết quần áo, đồ xài dụng cụ, tôi nói cái gì cũng có, đồ ăn cũng có, trái cây cũng có luôn. Lấy cái xe mình đợi đi, mình sẽ đi vô mình mua đồ, mình đi sắm đồ qua mát. Đợi đi, nặng quá à? Sao nó nặng dữ à? Đấy, qua mát quần áo đồ đạc cái gì cũng có, giá rẻ bình dân, là nơi mua sắm của những người nghèo. Rất thích vô đây, vô coi son môi chứ không? Bây giờ lựa son môi rồi có không? Vô tìm chỗ nào Maybelline nè. Đây. Xài hàng make up bình dân giá rẻ là ở đây. Mascara good lắm á, nhiều TikTok rồi tụi nó cũng xài vậy lắm đấy. Mình đi tìm son, coi son đâu, son ở dưới đây nè. Son mà matte nha, nó trên TikTok. What's the name? Mẹ tìm cái nem nha. Bên đó thôi, còn bên đây là của Revlon. Cuối cùng rồi, tìm không thấy cái tên, cái màu mình thích. Biết bao nhiêu màu nhưng tìm không ra, bây giờ đành phải đi thôi. Thích cái màu của nó, nâu đất, tìm không thấy. Thôi đi Lì ơi, đi đi xuống mua đồ khác. Đủ các kiểu hết, không biết mua cái nào. Đẩy cho mẹ nặng quá. Thôi đi xuống cái đồ nhà bếp. Kiếm mua đồ cạo rau nè. Này ba cái. Khi mua hiệu này ở trong Costco sale mà hôm nay hết rồi. Mọi thứ không bịt. Này không biết mấy đồng.
Người lấy pickle hả? Chừng bẻ nha, bẻ sao đỡ đẩy đẩy cái bẻ cái đùng á. Thuốc nhuộm, xà bông tắm. Cái này về nhà mình xài thôi chứ không có phải cho Việt Nam. Đi Costco mua thì mới cho Việt Nam nổi. Xuống đây đi lấy đồ baking soda vô đây. Xuống đây mình lựa mấy cái baking soda. Cái này là để vô tủ lạnh để cho nó khỏi hôi nè. Ôi cao dữ vậy. Em lại lấy tới không? Cái này là mình mua về để mình bỏ vô tủ lạnh để cho nó khỏi hôi mùi tủ lạnh nè. Mình phải lấy nhiều lắm. Có nhiều lấy hết xuống cho mẹ. Rồi baking để làm bánh. Cái này thì để tủ lạnh. Còn hết không? Hết rồi hả? Mình cần nhiều mà. Cái này mình muốn để tủ lạnh nhà mình rồi để tủ lạnh Việt Nam nữa. Thơm phòng, thơm nhà. Mình đi kiếm cái đồ bỏ cho dán. Cái đồ mà bỏ cho dán nó sợ nè. Đây mình cần phải mua một cái này đó để về Việt Nam cho bỏ dán. Dán kiến cho kiến, lấy về cho kiến luôn. Waffle, pancake. Không có hả? Coi thử, anh đi tìm hả? Bây giờ sao? Chỉ có pancake đó kìa. No, not those ones. I told you have to do this brand. Because they have them in a bag. Because each bag have a couple. Thôi, thôi đi về. Không có đâu. Đi. Thôi đi về. Mua được chừng này đồ rồi. Muốn mua cái này thêm mà không có, cho nên giờ đi về. Mai mốt đi qua qua mẹ khác mua. Mua từ từ, mỗi ngày mua một ít. Rồi đi ra self check nè.
Và giờ mẹ con mình sẽ đi tính tiền và đi về, rồi mình sẽ chia sẻ cảnh mình thay cái baking soda cho tủ lạnh nhà mình nha. Mời mọi người cùng theo dõi hết video này nha. Lấy cái cũ ra, cái này là cái cũ nè. Đó, mình đã bỏ từ hồi tháng 3 tới giờ, mà giờ đến tháng 7 gần tháng 8 rồi mà mình mới thay. Thì bên đây cũng có một cái nữa. Coi như mỗi ngăn mình có thể để một hay hai cái, mà lần vừa rồi mình để có một cái mỗi cái mỗi bên, mỗi khi mình có thể bỏ hai cái. Ở dưới kia như mình có để cái đó nè. Đây, giờ mình sẽ thay. Đây. Đó, bỏ trong đây thì cái mùi cá, mùi tôm, mùi thịt, mùi đồ đông lạnh, đồ ăn của mình nó sẽ không có bị hôi nữa. Và đồ ăn của mình sẽ thơm ngon ha. Đó, thấy không, tủ lạnh nhà mình ém tì là không có gì hết. Thì bây giờ mình sẽ đi bỏ đây, mình sẽ bỏ cái này là ba cái cũ ha. Thì bên đây là ba cái mới. Ba cái mới này thì mình sẽ lột nó ra. Nó có cái đường răng hết rồi. Mình cầm một tay mình lột cho. Đó. Bên đây cũng vậy nè, cũng có cái đường răng vậy nè. Đó, mình để anh ta chế vậy để cho mình lột cho dễ. Rồi mình có thể ghi ngày tháng vô. Ngày hôm nay là ngày bao nhiêu đó. Thì thường á, cái này người ta nói là mỗi tháng mỗi thay. Nhưng mà mình thường 2-3 tháng mình mới thay mọi người. Chúng ta để nè, change every 30 ngày, 30 day ha. Đó, cho tủ lạnh nè, cho nó thơm á, sạch á. Thì nếu mà ai mà muốn đi mua thì vô Walmart. Và đến cái quầy bán bột đồ làm bánh nha mọi người. Nhớ là đến cái aisle mà để dầu ăn, bột làm bánh, baking soda để làm bánh, thì họ sẽ để cái này bán ở đó và sẽ tới lấy cho nó dễ, chứ nhiều người không biết đi vòng không có tìm thấy đâu mọi người. Đó là mình muốn chia sẻ với mọi người. Nếu ai chưa biết thì làm thử, còn ai biết rồi thì xin chia sẻ với mình coi là có công dụng hay không, có thấy work hay không nha. Rồi, mình đã lột xong và mình sẽ đi ghi ngày tháng vô lại trong cái này, cái mới, và mình sẽ bỏ lại vô trong tủ lạnh của mình, rồi mình để trong đó cho nó sạch sẽ và thơm mát tủ lạnh ha. Rồi mình xin kết thúc cái video clip này hôm nay tại đây, và xin mến chúc tất cả mọi người luôn vui khỏe và bình an. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video này của mình nha. Xin chào, bye bye.